À, thầy chào các em. À, ta chờ một chút đợi các bạn vào nhé. Rồi ta chờ còn hai bạn đang còn thiếu ai nhỉ? Có anh Minh. Tôi bây giờ tranh thủ lúc này thì anh Minh chia sẻ bài làm của mình ở của bài hôm trước nhé, để xem khó khăn ở chỗ nào mà mãi vẫn chưa thấy nộp được bài. Cái hệ thống server nộp bài đã chạy rồi, các bạn em có thể nộp bài rồi. Tiến độ nộp bài của các bạn nó thể hiện rõ ở trên bảng ranh. À, hy vọng là các em sẽ tích cực làm bài. Đợt này đợt hè thì người ta cũng cố gắng dành nhiều thời gian để có được cái phần kiến thức nền thật tốt để đảm bảo có thể thi được học sinh giỏi cấp tỉnh. Sau cái khóa học này thì các em có đủ cái kiến thức và kỹ năng để một là có khả năng tự tìm bài tập để làm, hai là nếu học các cái lớp lương cao thì các em có thể nắm được kiến thức. Hiện tại đang còn thiếu mất hai bạn thì ta chờ một chút đợi các bạn vào. Bây giờ anh Minh nhỉ? Anh Minh mở cái bài hôm qua đang chấm bài bài 1 BT2 ấy. Mở ra thì để chia sẻ màn hình xem lỗi ở đâu. Các bạn là gần đầy đủ rồi. Ở chỗ Hoàng Anh Minh em chia sẻ màn hình đi. Ừ, thầy Trọng Nguyên. À, có thể các bạn không để ý lắm nhưng mà đây là áo của Manchester United nhé. À, năm nay Manchester Ôi xả cái màn hình của mình. Băng có hỏi bài số 11 lấy chính xác bao nhiêu dấu phẩy? À, chờ thầy mở test ra thì mới biết được. Phải Man City là Man City thế nào? Phải Man U chứ. Bài 11. Ở đây phải in.
Bài 11 test là lấy chính xác đến hai chữ số thập phân bằng nhé. À, ba chữ số thập phân nhầm. Bài 11 là ba chữ số thập phân bằng nhé. Rồi, các bạn vào cũng gần đầy đủ. Đấy, một tí nữa các bạn xong việc này là các bạn không phải đến giờ đi ăn rồi chứ. Thậm chí, hãy là ở phía bên mà thì bạn muốn đưa vào trong này. Trong góc kia. Đi vào trong góc này thì cũng thấy. Thằng bé nhà thầy nó đang đi bắt cái con mối kiếm cánh hôm nay, chắc là mai mưa hay tối mưa hay sao. Rồi ta bắt đầu nha, ta xem tiến độ làm bài của các bạn. Rồi, ở lớp ta có Trung, rồi có Quang, Lâm. Đấy, các bạn nộp bài rất tích cực. Nguyên, Thiên, Tất Thành lớp kia, Nhàn lớp kia. Còn mỗi mình là đang nộp bài bị lỗi thôi, để xem đi. Rồi, và hôm nay ta tiếp cái nội dung buổi học kế tiếp thì như các bạn đã thấy là ở cái bài tập ở buổi trước. Đây. À, chưa đến đoạn này nhỉ, ta vẫn đang xử lý thằng này. Ở phần trước thì mình cũng có làm việc với cái hàm căn bậc 2, sử dụng kiểu dữ liệu số thực, viết một cái chương trình để tính giá trị của một biểu thức có phe liên quan tới phân số, liên quan tới căn bậc 2, có biết cách được viết ra số có quy cách. Bạn chờ thầy ký. Đây hiển thị 12 số thập phân này. Đây là ta cách ra làm việc với số thực nhé. Rồi ở cái bài kế tiếp đó, đó là hàm cái bài số 5, bài tính khoảng cách. Ở bài tính khoảng cách giữa hai điểm trên một mặt phẳng thì nó có cái công thức này. Nếu điểm A có tọa độ là x1, y1, điểm B có tọa độ là x2, y2. Đấy. Thì khi đó khoảng cách giữa độ dài đoạn thẳng AB sẽ là bằng hoành độ bình phương, hiệu của hoành độ bình phương cộng với tung độ bình phương lấy căn bậc 2.
Cô được đặt ốc ma một tí thôi. Thầy khởi động xong code block mà thầy chạy ra ngoài, chạy vào. À, các bạn nhìn lại thao tác nhé, ở ngay chỗ anh Minh nhìn cái thao tác tạo project nhé. Ta chọn create a new project này, chọn console application ở nút go, ở nút next. Project title là tên bài thì ta đã quay sang, ở đây ta đặt tên bài nó là bài 1. Đấy, tên bài nó được quy định ở chỗ phần tên file nhé, thì ta ghi bài 1. Next, next. Bên tay trái menu của mình thì trong mục sort này thì còn nó có file main.cpp. Đây là nơi để code. Khi làm thì việc đầu tiên là ta sẽ thay đổi thư viện tổng hợp bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Đấy. À, sau đó ta khai báo các biến cần thiết. Để bài này biết ta cần những biến nào thì ta nhìn đấy. Cứ dữ liệu vào là x1, y1, x2, y2 theo thứ tự này, thì mình sẽ khai báo đúng các biến đấy. Ta có biến x1, y1, x2, y2. Rồi. Bài này yêu cầu là tính khoảng cách giữa hai điểm. Như vậy thì thầy cần khai báo một cái biến d, bởi vì khoảng cách giữa hai điểm nó được tính bởi công thức căn bậc 2 nên nó cứ khai báo kiểu float, kiểu số thực. Thầy gọi nó là biến d, là biến khoảng cách. Rồi bây giờ bắt đầu làm việc với tệp thì ta có câu lệnh free open mở ngoặc mở tệp bài 1.inp. Cái tên tệp này lấy ở đâu ra? Tên tệp này nó lấy được ở trong chỗ này, nó quy định nhé, trong file đây, bài 1.inp. Cái con cấp BBC ấn xuống lớp 1 phút. Tương tự như vậy ta có free open bài 1 chấm. Bài 1 chấm gì thì dữ liệu để ghi kết quả thì nó quy là bài 1 chấm out. Như vậy thì mình sẽ ghi là bài 1 chấm out. Mở ra để viết kết quả nên nó sẽ là chữ V kép. Tham số là STD out. Rồi. Bây giờ quay sang phần đọc dữ liệu. Ở phần đọc dữ liệu thì ta nhận thấy rằng dữ liệu vào từ tệp chỉ bao gồm một dòng. Như vậy thì ta chỉ cần sử dụng một câu lệnh cin để nhập các số thực. Đây là người ta cho số thực nhé. Vậy thì chỗ này ta sửa lại, đây nó là float. Thì ta vì nó nằm trên cùng một dòng nên ta có cin x1, x2, y1 theo đúng thứ tự của họ, x2, y2. Rồi. Người nuôi lắm. Ta có hàm căn bậc 2 là SQRT của bình phương của thằng x2 trừ x1. Thì ta thấy rằng để tính được bình phương thì mình cứ lấy x2 trừ x1 cho nó nhanh, hoặc là x1 trừ x2. Ví dụ như ở đây, bởi vì bình phương của nó là như nhau nên x2 trừ x1 hay x1 trừ x2 thì nó đều như nhau. Cộng với y2 trừ y1. Các bạn nhớ cái số lượng biểu thị số lượng dấu ngoặc nhé. Y1 trừ y2 nhân với y1 trừ y2. Rồi ở đây thì ta có đây, các bạn click vào đây giống một đóng ngoặc, đây là nó đóng ngoặc của căn bậc 2. Như vậy thì ta đã tính được xong được d. Thì có bạn bảo làm sao em nhớ được công thức này? Thì không có cách nào khác, ta học thuộc. Nếu điểm A có tọa độ là x1 y1, điểm B có tọa độ x2 y2 thì khoảng cách giữa của độ dài đoạn thẳng AB nó sẽ bằng căn bậc 2 của thầy là hoành độ tất cả bình phương cộng trung độ tất cả bình phương. Rồi như vậy thì ta sẽ thực hiện việc kế tiếp là ta sẽ đưa kết quả ra. Thông thường thì để đưa một kết quả ra, một biến ra thì ta chỉ sử dụng mỗi CAD thôi. Nhưng do D là biến kiểu float nên nó sẽ cần phải viết ra là có quy cách. Để viết có quy cách thì ta kiểm tra xem đề bài người ta yêu cầu quy cách như thế nào. Đó là kết quả lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân.
Để lấy được ba chữ số thập phân thì ta sẽ thực hiện cái câu lệnh là sử dụng từ fix, là giống như từ sửa chữa ấy, set precision, mở ngoặc xong dấu phẩy lấy chính xác đến bao nhiêu chữ số thập phân. Đấy, ví dụ như trong đề bài người ta yêu cầu là sau dấu phẩy lấy chính xác đến ba chữ số thập phân, thì trong cái tham số của set precision này thì ta sẽ điền số 3 vào. Bình thường các bạn có chữ set và chữ p thì nó sẽ đề xuất luôn cả từ này, sau đó các em bấm dấu tab là nó sẽ có được cái biểu thức như này. Ở hôm nay đứa đang vắng bạn nào nhỉ, bình thường mình có 8 bạn này. Rồi về như thế là ta chạy xong. Khi chạy là trước khi chạy chương trình các bạn phải ấn nút lưu bài thường xuyên, nhớ nhé, không phải lưu một lần duy nhất mà là lưu thường xuyên, để tránh tình trạng khi đi thi cái đứa bạn ngồi đối diện nó đạp dây nguồn ổ điện của mình, thế là mình bay màu ngay, hoặc là chẳng may là mình lấy tay chân đạp phải nút power của máy tính của mình thì nó cũng bay màu luôn. Ta nhớ phải lưu tệp thường xuyên. Ta nút build and run để chạy chương trình, nhớ nút build and run chứ không phải là nút run nhá. Khi chạy chương trình như này kiểu gì nó cũng sẽ báo lỗi. Các bạn nhìn thấy nó đang chạy báo lỗi mịt mù. Chờ một tí. Thì nó sẽ báo lỗi là float x1, y1, x2, y2. Thì ở đây trong phía dưới này, khi nó báo lỗi thì các bạn chịu khó đọc cái dòng tiếng Anh phía dưới này nhá. Đọc cái dòng đầu tiên ấy. Nó báo float y1 cần phải đặt một cái đặt một cái loại ký hiệu khác. Tức là trong cái ngôn ngữ lập trình này, tại thời điểm này cái biến Y1 đã bị dùng rồi. Một số máy nó lại là biến X1. Nên thông thường ở đây ta sẽ đặt nó là X11, Y11 luôn. Nên khi đặt tên biến người ta có một cái câu lệnh, có một cái chú ý đó là không nên đặt tên biến và kết thúc bởi số 1. Ví dụ như X1, Y1, A1, B1. Yeah. Thì ta sẽ đặt nó X11, Y11. Và tương tự như vậy, ở trong code chương trình, tất cả chỗ nào có những thằng này, ta đều phải sửa nó lại. Đấy. Thế là xong. Nên hôm nay chỗ mình có hỏi và tại sao em ấn F9 nó cứ báo lỗi ở đây ấy, là lý do là thế. Là do chữ biến X1, Y1 nó được code block sử dụng với một mục đích khác rồi. Mình đang khai báo một tên biến trùng với tên biến đã có nên nó báo lỗi. Rồi ta ấn nút Build and Run để chạy. Có sự khác biệt nào giữa Run và Build and Run hay không? Nó có. Cái thằng Run này thì nó sẽ chạy file .exe là cái file biên dịch lần cũ của mình. Còn Build and Run này thì nó sẽ dịch toàn bộ cái code của mình sang file .exe và nó chạy cái file mới đấy. Do đó khi mà các bạn đã sửa code chương trình rồi thì ta nút Build and Run để chạy chương trình. Đấy. Sau đó nó quay trở lại là chạy xong. Ta thấy kết quả chưa có, lý do là tại thời điểm này ta chưa làm việc với tệp. Do bên trái này mình chưa làm việc với tệp, vậy thì ta thêm tệp như sau. Ta vào file, chọn New, chọn Empty File. Các bạn có kỹ năng tốt, các em nên sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift N. Nó hiện ra cửa sổ, các bạn ấn Enter luôn. Nếu ấn đang sử dụng tổ hợp phím. Tên bài này tên là bài 1.inp. Đây là ta đang thêm file input trước. Ấn nút Save, ấn nút OK. Ấn nút Build and, sau đó mình mở trong mục AZ. Ta nhập test đề bài vào. Test đề bài lấy ở đâu? Thì trong đề bài, cái file input ở đây nó có bộ số 0020. Ta gọi 0020. Đây là x1, y1, y2, y2. Như vậy 00 đây là gốc tọa độ này. 20 là cái điểm nằm trên trục hoành, có hoành độ bằng 2 này. Rồi ta chạy chương trình. Ta nhìn thấy trong mục AZ chưa có file out. Lý do file out chưa được thêm vào project. Ta nháy chuột phải vào chữ bài 1. Ta chọn add file. Hiện lên cửa sổ ta chọn bài 1.out. Ấn nút open. Ấn nút ok. Khi đó ta nháy chuột vào nút bài 1.out. Và ta nhận thấy kết quả của nó ra độ dài bằng 2. Bây giờ thầy thử lại với test khác. Thầy giả sử gốc tọa độ của thầy là gốc 00, có một điểm nằm có một đỉnh là ở góc 11. Đấy, như vậy độ dài của nó sẽ bằng là căn 2, khoảng tầm 1.41. Vậy ta mở file out ra. Sao bằng 1.37 nhỉ? 73 nhỉ? 0011 nó sẽ bằng là, không biết công thức của thầy có bị sai không, thầy sao ra được 1.7 nhỉ? Chắc là 1.7 à? Rồi đại loại bây giờ thầy lấy một cái đỉnh khác đi. Thầy lấy hai đỉnh nằm trên, một đỉnh có tọa độ là 0.2 thì đỉnh này đang nằm trên trục tung có vị trí là 2. Đỉnh kia có tọa độ là 2.2, vậy độ dài nó sẽ chạy ra được 2.0. Nó là 2.0 đúng rồi.
Đấy. Như vậy thì khi mỗi lần các bạn thử với một bộ test xong thì các bạn lại phải lấy máy tính Casio của mình ra bấm cái công thức này với cái giá trị vừa nhập xem kết quả đúng không. Nếu đúng so với kết quả hiện lên trên màn hình này thì đó là ok. Vậy đây là cái bài vừa rồi thầy cũng vừa hướng dẫn cách sửa lỗi chương trình với các trường hợp tên biến đặt trùng với một cái giá trị mặc định của cái trình soạn thảo. Rồi các bạn ấy để các bạn cũng nộp nhanh bài này. Các bạn nào làm xong cái tập này thì các bạn tiếp tục làm tập bài 2 nhé. Rồi ta xem các bạn nào đã làm được bài 1 này rồi nhé. Thì bên kia các bạn là tích cực làm bài và nộp bài trên server nhé. Rồi, vừa ta thấy Thiên vừa nộp bài và bài của Thiên vừa nộp nó sẽ báo lỗi cho thầy tí nhé. Đâu nhỉ? Để kéo tay nhanh quá nó trôi mất. Đâu rồi? Thiên vừa nộp chứ bài 1 nó báo lỗi. Thiết lưu ý cái câu lệnh free open std in của em nó báo lỗi ở câu lệnh free open, nó báo trước free open chưa khởi tạo cái gì đấy nhá. Vậy thì ta sẽ mở code của mình ra xem của Thiên xem. Bài 1 đây. Thế phóng to code ra. Ta có bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h này, khai báo các biến này. À, Thiên biết tại sao không? Ở chỗ này em thiếu dấu mở ngoặc. Đấy, lý do như vậy thì lần sau em phải chú ý các bài trước khi nộp lên trên hệ thống, các em phải chạy ra kết quả đúng trên máy tính của mình thì mới được nộp nhá. Chứ ví dụ như chữ return không của bạn ở đây thiếu mất dấu chấm phẩy đằng sau chẳng hạn. Đấy. Thì lưu ý là ta phải chạy đúng trên máy tính mình, chạy thử với nhiều bộ test khác nhau thì mới được nộp bài. Rồi em sửa lại đi. Bài 1 hiện nay mới có băng, có chung đã làm rồi. Các bạn còn lại, bây giờ các bạn hãy dành thời gian. Thầy cho các bạn 5 phút để các bạn làm bài số 1 nhé. Các bạn cài đặt thật nhanh. Rồi bây giờ một số bạn hãy chia sẻ màn hình đang làm để thầy quan sát. Rồi bây giờ ta sẽ theo thứ tự từ bé đến lớn đi. Xin mời bạn Hải Lâm nào. Th-
thấy thầy em cốt một máy với cả em học một máy ạ. Trời ơi, thế thì khi nào em hãy ra FPT Shop mua hẳn một cái máy cấu hình cao vào nhé. Bây giờ mua cái máy Asus Zen mới có cạc hình cạc rời dùng khá thích. Thế em ngục luôn ạ. Trời, vừa nói xong nó lại bảo vừa mới mua máy. Rồi, cố gắng dùng chung một máy để mình tương tác cho nó dễ. Ví dụ như cần phải xem code xem kiếp gì nó dễ. Còn cái máy tính bàn thì mà muốn tương tác có âm thanh thì đơn giản thôi, mà em lấy cái tai nghe của điện thoại ấy, cắm vào cổng audio là thầy cho mình nói chuyện thoải mái và nói chuyện với mọi người nữa. Rồi camera thì mình có thể dùng camera gì đấy, hoặc là dùng camera máy bàn à? Máy bàn hình như có camera cắm rời nữa, tầm 120k một chiếc. Thôi tóm lại cứ dùng laptop cho nếu mà các bạn có, còn nếu không dùng máy bàn thì trang bị cho xịn sò tí. Đều hai laptop nhưng mà một máy không có mic nhỉ. Kiểu giống như một máy không có mic và một máy có cam đúng không? Rồi bây giờ xin mời Thiên nào, chia sẻ bài làm của em để xem em đã đang sửa như thế nào. Các bạn đăng nhập vào được hệ thống không? Thỉnh thoảng cái hệ thống mà không đăng nhập được thì các bạn báo thầy nhé. Bởi vì những cái thời điểm mà các em không vào được hệ thống này mà nộp được bài thì tốt. Còn nếu mà vào hệ thống mà không nộp được bài thì chứng tỏ là, hoặc là không đăng nhập được thì chứng tỏ bên máy của thầy đang tắt hay là đang làm gì đấy. Rồi trên bảng ranh mới thì thầy thấy đã có Băng, có Trung, có Lâm. Lâm được 2 test rồi, cố lên. Có 10 test được, 2 test là ngon rồi. Có Thiên full điểm rồi. Thiên ở đây nó hiện lên 9,6. Trên bảng ranh nó hiện lên 9,6 là lý do là bị đã full điểm rồi, nhưng mà do chấm 4 lần nên nó trừ đi 0,4. Thầy hay trêu các bạn học sinh đó là do các em donate bài làm. À, Thiên dừng lại một tí nhé. Ở bên đây trong mục thẻ AR của em nó có 3 file liền. Do đó em cần phải nháy và chuột phải vào cái file bài.inp ấy. Em chọn remove nó đi. Cái file đầu tiên ấy. Đấy. Nhấn chuột phải vào nó, chọn remove. Chuột phải. Chuột phải mà. Buồn quá. Chắc. Rồi, đấy, chọn remove file from project. Đấy. Đấy nha. Rồi chạy lại file, chạy lại mở sang code chương trình, nhấn F9 để chạy chương trình, sau đó chạy lại test đề bài. Em nhảy sang file input, chạy lại test đề bài hoặc là nghĩ ra test khác. Lưu ý nhé, khi mà học lập trình thì với mỗi bài tập mà các bạn nghĩ có một thầy chuyên gia sau này các bạn học ở phần nâng cao đó là nào. Vừa rồi Thiên lưu ý em đang ấn vào nút run để chạy. Lưu ý các em phải ấn nút run ở giữa nhá. Cái nút mà có cái hình bánh răng nữa ấy, nút build and run, để nó biên dịch cái code mới nhất của em thành cái file và nó chạy cái code mới nhất, chứ không nó sẽ chạy cái code cũ của mình. Các bạn khác cũng lưu ý nhá. Ta ấn nút tam giác mà có hình bánh răng ấy, gọi là nút build and run. Chọn nhiệt đi chứ. Khi em chạy thì nó sẽ ghi đề lên file output, do đó mình chọn nhiệt để mình xem file output mới là gì. Chọn sang thẻ output. Đấy, thì mình thấy độ dài nó bằng 2.0, thì mình có thể xem đề bài như thế nào nhé. Được rồi, bài này Thiên đã full điểm rồi, cảm ơn em. Rồi xin mời kế tiếp Nguyên nào, xem Nguyên đang chia sẻ, đang làm tới đâu em. Xin mời em chia sẻ màn hình. Các bạn khác trong lúc bạn mình chia sẻ thì các em có thể tham khảo cái cách trình bày code của các bạn khác để tham khảo cách làm. À rồi, ta dừng lại một tí Nguyên nhé. Em lưu ý cái chỗ bài 1.out của em ấy, cái tham số của em đang là chữ R. Tham số cái R ở bên trên là read là để đéo. Tham số thứ hai là V kép là chữ write là để viết. Nhớ nhá. Nhiều cao thủ hy sinh khi đi thi chính thức đấy bởi cái việc nhầm lẫn đấy. Set precision.
Ơ sao của em nó không đề xuất nhỉ? Em xóa 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 lại nào. Xóa tiếp đi. Rồi em có chữ set là chữ T này. Đấy, chữ P nữa. Không, chữ P mà. Rồi ấn dấu tab. Không, em sơn lui lại, xóa hai dấu này. Xóa luôn chữ P đi. Em có chữ P. Chữ P của chữ precision ấy. Rồi ấn dấu tab trên bàn phím. Ấn dấu tab trên bàn phím. Đấy, các bạn lưu ý nhá, cái cách đấy xong mở ngoặc, độ chính xác cần lấy. À, thông thường khi code ấy, có nhiều từ tiếng Anh thầy cũng không nhớ được đâu, nhưng mà cứ gõ một cái từ thầy nhớ 2-3 từ đầu. Gõ thì nó đề xuất, cứ thế mà dùng thôi. Rồi ta phanh lại trước khi Thiên Nguyên chạy nhá. Bây giờ em vào view. Em vào thẻ view, em check cho thầy vào thẻ view nhá. Rồi em chạy nhá, check cho manager đấy, manager cho dòng thứ 3 ấy. Đấy hiện tại cái work em đang làm project dưới dạng là em kéo cái thanh đâu để cho xem cái project nó rộng ra này. Đấy, kéo cái thanh ở phần bên trái đấy cho nó rộng ra để thầy xem bên đây hiện tại nó đang được làm việc như nào. Đấy, như hiện tại bây giờ Nguyên đang bị rơi vào tình trạng là cái file của mình nó chạy độc lập, mà đa file chạy độc lập thì khi này nó không được gọi là một project. Các em hình dung rằng sau này các bạn, cái mà các ta thầy trò mình đang học đây ấy, nó chỉ là một phần nhỏ thôi, một phần bé cực bé, nhưng mà cái sau này các bạn trở thành những người lập trình viên chuyên nghiệp ấy, thì mỗi cái module các bạn viết nó là một project, và các bạn sẽ gấp các module này ghép thành một bài toán lớn. Do đó bây giờ em chọn toàn bộ văn bản em copy đi. À rồi, bây giờ em vào file chọn close. Chọn close all file. Rồi chọn yes. Rồi bây giờ em chọn create a new project. Đấy, có cái nút to đùng giữa màn hình đấy. Rồi chọn console application. Đấy, cái biểu tượng đấy. Go. Nói vui go go. Ấn nút next. Ấn next tiếp. Rồi đặt tên là bài 1. Rồi ấn next tiếp. Chọn tiếp đi. Cứ mạnh dạn đây. Cứ next tiếp đây. Để con đi tìm gì đấy. Chọn tiếp đi. Ok, nhất cật lực. Đứa nào hỏi đồng ý hết. Rồi bên tay trái trong mục xuồng em nháy đúp vào chữ mê xuồng ở bên tay trái đấy. Em nháy vào dấu cộng đấy, nháy đúp vào thằng bên để mở nó ra. Đấy, bây giờ em cắt chỗ A, sau đó các em ghi paste đề cái nội dung ở trong văn bản của mình đang copy rồi. Đấy, bây giờ em vào thẻ view. Rồi em vào Toolbar. Đấy, em Toolbar mà, cái dòng thứ hai từ trên xuống dưới. Đấy, xong sang bên tay phải em đánh dấu tích vào tất cả những cái thằng đấy giúp thầy. Có bao nhiêu thằng em đánh dấu tích hết nào? Mạnh dạn lên. Tiếp đi. Cứ vào view chọn Toolbar đánh dấu tích hết tất cả các dòng để nó hiện lên công cụ mà dùng chứ. Cứ đánh dấu mạnh dạn lên. Tiếp đi. Rồi, bắt đầu thấy công cụ xuất hiện rồi đấy. À, một số bạn trong quá trình code chẳng may thì ta xóa mất những cái công cụ này thì các bạn nhớ nó nằm trong thẻ view nhé. Là hiển thị và bật tắt các công cụ. Nhiều ghê. Okay.
Rồi bây giờ em chạy thử đi. À, bây giờ em vào thẻ view tích cho thầy cái chữ lốc nữa. Đấy. Rồi em kéo cái thanh lốc ở phía dưới này cho nó kéo lên cao một tí. Ở dưới màn hình ấy. Có chữ lốc ENAZ đấy. Nó kéo cái thanh trượt đấy cho nó to lên tí. Bởi vì chỗ này là chỗ nó sẽ báo lỗi. Em đưa... Đâu mất rồi. Thế em close nó xong mở lại. Vẫn vào lại view đấy. Rồi nó là chức năng bật tắt thanh công cụ mà. Đúng rồi. Vào lại phát nữa. Rồi bây giờ em kéo nó xuống dưới đi. Kéo xuống dưới cho nó bực mình nhỉ. thử kéo xem nó có kéo rộng ra được không? Kéo sang trái sang phải xem nó có rộng ra được không? Được. Cú nhỉ. Thôi hãy quên nó đi em. Rồi ta ấn nút Builder and Run ở trên màn hình này. À, cái chỗ nút Play. À. Rồi bây giờ em chạy. À bây giờ em thêm tên mới đi chứ. Sao lại ẩn nó đi thế? Ai lại chơi sớm thế? Bỏ hai cái gạch chéo đi. Ừ, Châu Anh đi chơi rồi. À, bây giờ em vào file chọn new chọn project. À rồi, vừa rồi em biết rồi. Bây giờ em vào file chọn new chọn empty file. Để thêm file bài 1.inp. Chọn nhiệt đi em. Rồi, chỗ này em ghi bài 1.inp ở phía dưới em chọn all file. Ở thẻ phía dưới đấy, kéo xuống dưới chọn all file. Nhớ thao tác này nhá, các bạn khác ta cũng cùng hình thành cho mình cái thao tác này. Một số bạn đã làm tốt rồi thì các bạn làm tiếp các bài tập phía sau nhá. Rồi bây giờ mở test đề bài ra, xem test đề bài là chạy là hình như là 0020 thì phải, đúng rồi. Bây giờ để chạy, khoan nhá, em dừng lại. Em không về ở dưới chữ setting ấy, ở trên màn hình ấy, dưới chữ setting góc 12 giờ nó có cái nút play ấy, cái nút màu xanh xanh để chạy chương trình nhé. Góc 12 giờ mà. 12 giờ đồng hồ nó ở trên trời mà. Đấy, cạnh dưới chữ setting nó có chữ cái hình cái bánh răng mà dấu play đấy, lên trên một tí. Cái nút bên trên. Đấy, cái nút build and run đấy. Nhớ là cái nút mà có dấu tam giác màu xanh nhá. Cái nút bên thứ ba ấy. Không, cái nút bên cạnh nhá. Đấy, chính đó đấy. Nhớ là khi chạy chương trình ta chạy luôn cái nút này nhá. Chỉ mỗi nút này thôi. Thôi chờ tí để nó chạy. Khi nó chạy ra màn hình đen thì các bạn quay trở lại màn hình soạn thảo này. Rồi bây giờ Nguyên ở bên tay trái em thấy cái thẻ AZ bên tay trái của mình ấy.
bên tay trái trong trong chỗ project ấy, phía dưới cùng ấy. À đấy, phía dưới xuống tí nữa. Xuống nữa đi. Đấy, cái dưới chữ main.cpp ấy. Đấy, chỗ chữ AZ đấy, nháy vào chữ AZ thì nó sẽ có file in nháy đúc vào đấy. Em nháy đúc vào thằng đấy. Làm à, bây giờ mình có file kết quả rồi nhỉ? À, bây giờ em chạy chương trình rồi đúng không? Bây giờ em nháy chuột phải vào cái chữ bài 1 đấy. Bài 1 màu đen của mình ấy. Bài 1 màu đen, cái chữ project bên trên, trên trên nữa. Đấy, cái chữ bài 1 bên trên, cái chữ suộc ấy, bên trên nữa. Đấy, nháy chuột phải vào thằng đấy. Ta chọn add file để thêm file.out vào. Đây là đó, tìm cái file bài 1.out đâu. Đấy, chính nó đấy. Nút open nó ra để xem kết quả. Em nháy đúp vào nó được không? Nếu không được thì em nháy, nó hiện ra cửa sổ thì em chọn dòng thứ ba phía dưới xuống nhé. À, rồi bây giờ em nháy chuột phải vào cái chữ bài 1.out đi. Đấy, chọn open with, chọn cái dòng thứ ba ấy. Đấy, thì nó báo ra là cái bài nó ra cái gì này. Hình như kia mình có chạy nhầm không? À chưa có gì à? Rồi bây giờ em chạy lại chương trình đi, em build and run, em chạy lại chương trình đi. Có đứa như một thói quen vào đây. Rồi, khi chạy chương trình nó hỏi là bạn có muốn ghi đề file dữ liệu hay không, chọn có. Ơ sao cái file của em nó lại bị lỗi nhỉ? Để thầy thử xem cái thằng này nó có chức năng request remote control. Bạn muốn yêu cầu remote control share content. À, Trung Nguyên thử ấn OK xem thầy thử remote em được không đấy. Thầy vừa request ấy. Bên Nguyên có nhìn thấy nó có đề xuất gì của Zoom không nhỉ? À hình như được rồi. Hình như bên thầy remote được code của em rồi. Ô ngầu hết nhỉ, bên không ngờ thằng Zoom nó lại làm được cả cái chức năng kiểu team view này. Đây ta ấn nút build and run đây. Cái file này nó lại mở bài open with à, không là open with à, đây nó ra đây rồi, cuối cùng nó cũng đã ra. Bây giờ thầy ảnh thầy cho xem hộ em bài thứ 11 rồi. Ok băng nha, chờ thầy một tí. À, bài 11 nó rất to băng nha, càng bài về sau cho thì nó càng to to, giống như siêu to khổng lồ luôn. À, rồi Trung Nguyên ơi, bây giờ được rồi, em tiếp tục làm việc của mình nhé, em có thể nộp bài được rồi. Ừ, do đó cần phải xử lý số lớn băng nhé. Tuy nhiên ở cái bài này nó đang ở cái phần cấu trúc tuần tự, do đó không cần, mình đạt điểm như thế là được rồi. Sau này để đến cái chuyên đề mà xử lý số lớn thì ta sẽ quay trở lại làm bài này ở cái mức xử lý số lớn nhé. Xử lý số lớn thì nó sẽ bao gồm có các phép toán cộng, phép toán nhân, cộng hai số lớn, cộng số lớn với số nhỏ, nhân hai số lớn, nhân số lớn với số nhỏ, chia dư là các phép toán xử lý số lớn. Ở chung nhớ cái keyword nhé, xử lý số lớn, các phép toán xử lý số lớn.
Ok. Rồi vừa rồi Nguyên đã chia sẻ bài làm, bây giờ xin mời Nguyên làm bản đồ bài lên nhé để thầy xem này. Nguyên nộp bài bài 1 đi em nhé. Thầy thấy Thiên làm được rồi, Minh đã được 3,8, xong ngon rồi. Rồi bây giờ xin mời anh Minh chia sẻ bài làm của mình nào. Các bạn Minh hãy xem màn hình nhé. Từ từ nhé, đợi thầy tí. Đợi thầy stop xe đấy. Rồi anh Minh chia sẻ màn hình của mình đi đi anh. Thầy đang mở ra để xem tại sao của em lại không đạt được full điểm. Cốt đúng rồi chứ nhỉ? X1, Y1, X2, Y2. Nhập X1, Y1, X2, Y2. À, cái chỗ kia em đang bị sai rồi kìa. Chỗ căn bậc 2 ấy. X11 trừ X2 nhân với X11 trừ X2 của em thiếu mất chữ 2, thiếu mất chữ X. Cái đoạn đoạn đầu ấy. Chỗ đoạn mà X11 trừ X2 đấy. Rồi xong lại tiếp X11 trừ X2, cái thứ hai ấy. Nó thiếu mất chữ X. Đấy, đấy, thêm X ở đấy. Rồi nhá. Sau đó em nộp lại đi Minh ơi. Rồi ta xem còn bạn nào ở đây. Lâm, rồi Lâm chia sẻ bài làm nào. Em ơi chia sẻ rồi. À ừ, thầy lại quên mất. Các bạn có cảm giác này thầy già cả lắm rồi. Nghe nói Manchester năm nay có ông chủ mới, đâm ra cũng hơi hơi vui bởi vì năm tới kiểu gì cũng mua được Mbappe về. Rồi về như vậy thì không chia sẻ được thì các bạn cứ làm và nộp bài lên trên server nhé. Anh Minh nộp lại bài em nhé. Rồi còn Nguyên nữa. Bạn Nguyên lớp 7. Nguyên này bây giờ bắt đầu nộp bài rồi đúng không? Chung chung bài này chắc là làm xong từ năm ngoái rồi. Rồi ok. Hãy cố gắng rèn luyện kỹ năng làm một bài chấm một phát full điểm luôn nhé. Ở đây thầy cũng chia sẻ với các bạn đó là ví dụ như khi các bạn làm bài thì cái số lần nộp ở đây này nó thể thể hiện rằng là số lần các bạn đã cố gắng để nộp để đạt được điểm cao hơn. Đấy. Và qua đây thì thầy cũng biết được các bạn nào tích cực sửa bài, những các bạn nào tích cực chưa tích cực sửa bài. Đấy. Nên các em sẽ cố gắng là nhìn vào cái bảng ranh này thì hãy cố gắng là mình sẽ phải xanh lè lên trên. Đấy. Cố gắng đạt được nhiều điểm nhất có thể. Bài một đã sai 8 lần. Ừ. Ai chả từng sai sót. Rồi bây giờ có bạn nào ý kiến cần phải giúp đỡ không? Nếu không có bạn nào có ý kiến cần giúp đỡ không nhỉ? Nếu không ta sẽ chuyển sang bài kế tiếp nhé. Rồi về ta sang bài tiếp, bài số 6, bài chu vi và diện tích Eke. Bài này thì nhìn cái Eke này ta biết ngay nó là cái Eke này nó là cái tam giác đúng không? Ta kéo này tí cho nó đỡ phải lộ, nó là cái tam giác cân đi thì trông nó xấu. Đấy, nó là cái tam giác. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện là để thực hiện theo đề bài. Đề bài là cho số nguyên dương ABC. Đấy, thầy copy lấy code của bài này. Thầy khi làm xong bài thứ nhất, các em lưu ý ta vào file chọn Close Project. Nó bảo sau đó ta cho, nếu có hỏi bạn có muốn lưu hay không, ta chọn có. Sau đó ta chọn Create a new project, Console Application ở nút Go, nút Next, Next. Đấy. Ở đây ta có bài kế tiếp tên nó là bài gì ta? Bài 2. Đấy. Sau đó ta nút Next. Đó, bài 2 hôm qua nói rồi. Đấy. Đấy. Chọn nhiên. Chọn nhiên.
ta phai men ta mở ra ta cachora ta pet ô thôi toi rồi toang rồi à hình như bên kia thì vẫn còn mày quá ô thôi chết rồi cốt của bài khoảng cách hình như thầy cũng đang còn chưa thêm vào nữa thầy buồn quá thôi thầy đi ăn trộm cốt của đứa nào đấy đây rồi mày quá không biết thầy đang lấy cốt của ai đây rồi sau khi thầy có cốt đây rồi thì thầy sẽ thực hiện tiếp bài số 2. Đấy. Bài số 2 ta xóa đi. Các bạn lưu ý để xóa một được một dòng ta các em ấn tổ phím Ctrl và phím L nhé. Là để xóa dòng. Xóa một dòng mà con trỏ hiện thời đang đứng thì gọi là câu chứ không ai ngồi xóa từng ký tự nhá. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu sang bài thứ 2. Ở bài thứ hai đề bài người ta yêu cầu là cho một cái tam giác Eke có độ dài cạnh góc vuông lần lượt là A, B và C. Người ta yêu cầu là hãy tính chu vi và diện tích của tam giác này. Như vậy thì ta sẽ đã biết được rằng là bài này thì người ta cho A, B, C nên thầy trò mình cần phải khai báo biến A, B, C. Đấy. Bài này tính chu vi của tam giác, ta gọi nó là chu vi luôn chẳng hạn. Để tính diện tích của tam giác thông thường nó là số thực. Quên thầy ngồi chéo chéo quá. Dạy xong các bạn sơ sửa lại hình chữ Z thì thôi. Chung chờ thầy một tí để thầy mở bài số 12 ra nhé. Để thầy xử lý xong bài này đã. Bài số thôi, nói luôn bài số 12. Bài số 12. Cái output của nó ra là 0,238. À, cái input á, input là nó bé thôi. Ở bài số 12 test bé lèo tèo. Bài số 12 test vô cùng bé nhé. Rồi, ta tiếp tục bài chu vi và diện tích tam giác. Đề bài yêu cầu tính chu vi và diện tích của chiếc Eke. Và ta thấy rằng là diện tích của một tam giác nó sẽ bằng 1/2 đường cao nhân với cạnh huyền. Chiều cao nhân với cạnh đáy. Nhầm, xin lỗi, bằng 1/2 chiều cao nhân với cạnh đáy. Vậy thì ta có diện tích S sẽ phải là kiểu số thực. Thầy đang hướng dẫn cách các bạn đọc từng đọc cái đề bài và sẽ hình thành luôn các cái dòng. Đề bài yêu cầu là dữ liệu nhập vào ghi một dòng các số ABC. Khi đó các bạn cần phải sử dụng câu lệnh say in trên cùng một dòng. Đấy, say in ABC. Tiếp, ghi ra kết quả là chu vi và diện tích. Vậy thì ta bắt đầu tính chu vi. Thì ta biết rằng tam giác ABC có độ dài các cạnh là ABC thì chu vi của nó sẽ bằng tổng các cạnh. Diện tích của nó thì có nhiều công thức để tính, có thể tính qua công thức Heron. Tuy nhiên thì do cái Eke nó là tam giác vuông có hai cạnh AB nên nó sẽ là bằng 1/2 A nhân B, do đó nó sẽ là bằng là 1.0 nhân với A nhân với B chia cho 2. Ở đây các bạn nhận thấy rằng công thức để tính diện tích của ta nó sẽ là bằng 1/2 AB. Tuy nhiên do rằng số 1 là số nguyên, số 2 là số nguyên nên phép toán 1 chia 2 là phép toán chia lấy phần nguyên. Do đó ta cần phải ép tử số thành số thực. Do đó ở đây thầy đã ép tử số thay số 1 nó bằng là 1.0. Đấy. Nhân với A nhân với B và chia cho 2 sau. Đấy. Sau khi thực hiện xong cái thằng này ta thu được S là diện tích và CV là chu vi thì ta đưa thằng chu vi ra. Đấy. Nhìn như thế này thì bây giờ ta mới để ý rằng nhìn trên file kết quả ta nhận thấy chu vi nó đứng một mình một dòng, diện tích đứng một mình một dòng và chu vi và diện tích của tam giác lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân. Từ đây thầy sẽ chỉnh sửa một chút cái thằng chu vi của thầy cũng sẽ khai báo biến plot. Rồi thì khi viết thằng biến chu vi và diện tích mà trên cùng khác dòng và có viết có quy cách thì thầy sẽ sử dụng câu lệnh fit hai dấu set precision chính xác đến 3 chữ số thập phân, viết thằng chu vi ra
ta viết thêm dấu end line thì viết như này xem có được không nhá. Đó, ta viết thằng end ra. Đấy. Sau ta return 0. Các câu lệnh này nó giống với nhau thành một cột giữa toán tử và toán hạng cách nhau bởi dấu cách. Code chương trình phải đẹp ngay từ lúc này nhé các bạn. Bạn nào mà code không đẹp sau trừ điểm ngay từ trong phần code. Bây giờ ta thêm file .in, nháy chuột phải vào project. Anh xin lỗi, vào file, chọn new, chọn empty file, chọn yes. Ta có bài 2.inp. Nút save, ok. Ta chạy test đề bài ta rác 3, 4, 5. Rồi ta là nút build and run để chạy chương trình. Rồi ta nháy chuột phải, ta chọn add file. Ta chọn file out, ấn nút O. Ta open file out ra thì ta nhận thấy thu được kết quả. Đấy. Như vậy ở đây thì ta cũng có thể viết trên cùng một dòng và thêm cái tham số endline ở giữa nhé. Đấy. Rồi bây giờ xin mời các bạn tiếp tục làm bài số 2. Để xem bài 2 nó ở cột nào. Đây, bài 2 hiện nay thì có băng, có ở chung và có ai đây nhỉ? Có Lâm. Là Lâm đã được một nửa rồi. Các bạn khác các bạn làm luôn bài 2 nhé. Các bạn cố gắng dành thời gian code nhanh. Ta có khoảng 5 phút để code bài này. Cái nãy giờ thầy cho mình vừa phân tích thuật toán, vừa code chương trình. Và khi đó các bạn là nhớ rằng là khi ta phân tích đến đâu thì các bạn phải hình dung được. Sau này để các em tiếp cận một cái đề thì các em cũng có được cái tư duy như thế. Sau ngày hôm nay thì thầy sẽ có một cái đề thi thử. Thời gian làm bài là thầy ban nào để thầy xem lại ngày mai. Ngày mai thì server sẽ bị đóng. Server bị đóng thì không nộp được nhỉ. Thì ta sẽ dự kiến là thôi tối ngày chủ nhật. Thôi sáng ngày chủ nhật đi. Ta sẽ dự kiến sáng ngày chủ nhật ta sẽ có cái bài thi thử để kết thúc cái nội dung tuần học đầu tiên. Để xem các bạn đã nắm được nội dung chưa nhé. Bài thi sẽ liên quan tới cái tập đề mà ta đã học. Và các bài tập có tính chất tương tự. Tất nhiên đi thi không bao giờ gặp được một bài đã từng làm. Đấy. Rồi, xin mời các bạn làm bài. Sẽ lại cái bảng ranh cho mình. Rồi các bạn làm tiếp bài 2 nhé. Ở chỗ hiện tại Lâm đang được một nửa số điểm. Em ấy kiểm tra lại xem tại sao nó bị sai. Các bạn khác ta hoàn thiện luôn nhé. Ta có khoảng 5 phút, 8 giờ 35 ta sẽ kết thúc bài này. Cô chơi con nha. Dạ. Anh kìa.
Minh có hỏi sai chỗ nào? Rồi xin mời Minh chia sẻ màn hình của mình. Em kéo sang, kéo thanh trượt sang trái đi, nó đang bị mất mất mấy ký tự. Cái thằng chu vi em khai báo nó thành float ra Minh nhá. Bởi vì trong đề bài thì ta nhận thấy sau khi viết kết quả ra thì nó có dấu phẩy 000 thì chứng tỏ nó là kiểu float. Nguyên có hỏi tính diện tích tam giác là gì? Diện tích tam giác cái bài nào đấy Nguyên? Bài 2 hay bài khác? Nếu mà cái bài 2 ta đang làm thì diện tích của, bởi vì tam giác cái eke nó là một hình vuông thì diện tích của tam giác vuông thì nó bằng tích hai cạnh góc vuông chia cho 2. Thực tế một cạnh góc vuông nó sẽ là cạnh đáy, một cạnh góc vuông của nó sẽ là chiều cao. Thì nó đúng theo cái công thức là diện tích tam giác bằng 1/2 chiều cao nhân với cạnh đáy. Thì ở đây ta lấy thằng A nhân với thằng B chia cho 2. Rồi, Minh đồng thử xem kết quả bao nhiêu nhé. Có bạn nào cần... hỗ trợ cho cái bài này nhỉ? Hiện tại vẫn bài 2 vẫn có 2 bạn. Xin mời tất cả các bạn, 7 bạn có mặt hôm nay, các em vote đầy đủ. Có 3 bạn đã nộp được rồi, còn 4 bạn nữa. Các bạn nào đã làm xong bài 2 thì các bạn có thể chuyển sang làm bài kế tiếp. Lâm báo không phun được rồi, xin mời Lâm chia sẻ màn hình của mình. Em làm gì chia sẻ thầy? Thầy rất buồn vì cái câu chuyện đấy. Khi nãy thầy đã nhớ rồi nhưng bây giờ thầy đã quên. Thôi thế để thầy mở code của Lâm ra ngoài. Thầy thì các bạn thấy giờ này thầy, các bạn có chán thầy không? Mới học được 2-3 buổi mà thầy đã lãng đãng này. Các bạn phải thông cảm, thầy già cả rồi. Rồi ta mở code của Lâm ra. Bài 2. Đúng rồi mà nhỉ anh. Bài của Lâm ăn ở thế nào chứ? Thầy thấy bài này phút điểm rồi mà. Sao của em nó chỉ được 4,8 nhỉ? Bài em làm như thế, lượt một cũng như thế mà không được full thầy ạ. Thầy mấy bạn khác cũng 4,8. Thầy biết rồi. Rồi tại sao nhỉ? Trung Minh vừa chấm cũng được 4,9. Cuộc đời thật bất công. Để thầy thử xem bạn Băng bạn làm thế nào một bài này. Tôi lấy luôn bài của Trung đi.
Bài 2. Ông Trung phải sử dụng hai cái thư viện CMAT với IO Man IP để làm gì vậy? Trung đâu rồi? Sắp bị ăn đập rồi nhá. Bỏ ba cái thư viện, là hai cái thư viện đầu tiên đi là một. Đấy. À, thứ hai là câu loại CIN thầy nhắc lại rồi, khi các dữ liệu nó nằm trên cùng một dòng thì ta chỉ việc CIN một nháy thôi, một phát thôi. Đấy, thầy không mở code ra cái y như rằng. Rồi set precision A cộng B cộng C, thông thường thì rất ít khi người ta sẽ viết trực tiếp biểu thức ra, mà thông thường người ta sẽ tính toán qua các cái biến trung gian. Ở đây em sử dụng công thức Herron rất tốt. À, tuy nhiên cũng được. Lưu ý nha, ta sẽ in trên cùng một dòng, chứ cũng không ai người ta sẽ in trên ba dòng, à ba dòng CI cả. Cố gắng làm cốt đẹp để đảm bảo sau này mình bán cho khách hàng, khách hàng mở cốt ra, ôi cốt của ông Trung sao đẹp thế. Đấy. Để cho khách hàng trải nghiệm đúng không? Rồi xin mời các bạn khác nộp bài để ta xem. À, thầy biết tại sao nó ra 9 rồi. À, bởi vì cái bộ test của thầy khi xây dựng thì nó không phải là tất cả đều là tam giác vuông, nên nó bắt buộc phải tự áp dụng theo cái công thức Herron ra. À, để áp dụng theo công thức Herron thì ở bài toán này có lẽ thầy để thầy sửa test đi cho nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì đề bài người ta cho cái ke mà dữ liệu của mình nó không phải là cái tam giác vuông gì đâu. À, cái eke nó không phải tam giác vuông đâu nhỉ. À, có vuông mà. Do cái đề này sau thầy biến thể từ một cái bài toán khác sang. Rồi, thôi tóm lại cái bài này, các bạn nào đã lỡ làm theo cách này thì các bạn sẽ đạt được 50% điểm của bài nhé. Còn để làm theo cái cách tổng quát, quát để tính diện tích tam giác theo công thức, để kiểm tra xem màn hình chưa đấy, quên Herron. Công thức Herron thì người ta tính được bởi một cái công thức như sau. Người ta gọi P là nửa chu vi, thì P sẽ bằng là độ dài các cạnh A cộng B cộng C chia cho 2. Thì khi đó P đây được gọi là nửa chu vi. Đấy. Thì khi đó ta có S là diện tích của tam giác, thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của P nhân với P trừ A nhân với P trừ B nhân với P trừ C. Đấy. Thì công thức Herron nó được tính như thế này. Với cái công thức tính như này, vậy thì ở bài số 2 các bạn có thể code lại như sau. Các bạn cùng quan sát nhé. Sau khi nhập ABC xong, ta gọi cái chu vi bằng đường này. Thì ta có P là nửa chu vi, sẽ là bằng là chu vi chia cho 2.0. Đấy. Khi đó ta có S là diện tích của tam giác. Nó được tính bởi công thức Herron, nó sẽ bằng là căn bậc 2, ta có hàm SQRT của P nhân với P trừ A nhân với P trừ B nhân với P trừ C. Đấy. Thì đây là P đây được gọi là nửa chu vi, còn S đây gọi là diện tích của tam giác tính theo công thức Herron. Đó, ta có thể chạy để xem kết quả. Chả quá. Nó báo biến P chứ khai báo. Khai báo luôn biến P ở đây. Close. Ta đợi ấn nút build and run để biên dịch cái code mới và chạy với bộ dữ liệu của mình. Lạc quá. À, hình như hôm nay thầy mới... À, đây Tuấn Anh vào đây rồi. Thầy cứ tưởng chưa thấy Tuấn Anh đâu. Tuấn Anh hôm nay đã có được laptop cho em. Thầy quên đấy. Em sắp có rồi ạ. Ừ, em hãy ra FPT Shop mua ngay một chiếc nhé.
Còn nếu mà không mua được, để thầy bảo thầy Lê báo thầy Linh mua ngay cho tối nay một con laptop cực xịn. Dạ. Trên thực tế có laptop mà không có ghế livestream để ngồi thì cũng hơi buồn. Được, để thầy Thành tặng cho em một chiếc. Rồi. Đấy, như vậy thì ta chạy nó ra được kết quả. Vậy thì ta có bài 2, thầy áp dụng công thức Hê-rông như trên. Các bạn làm bài tập bài này theo cách 2 và các bạn nộp lại nhé, sửa có mỗi phần đấy thôi. Ở cái zoom của thầy nó bay màu luôn rồi. À, vừa rồi băng ạ, có khả năng thời điểm vừa rồi chắc là tinh thần vui vẻ thì chấm nó sẽ phút điểm thôi. Lạc quá. Người ta học để lấy cái khả năng kiên trì. Rồi các bạn làm nên băng cứ yên tâm. Nhiều trường hợp mình biết thế thì câu chuyện nó đã khác. Các bạn làm tiếp bài 2 nhé. Ta có 7 bạn ở đây và hiện tại mới có 4 bạn nộp. Tuấn Anh thì chắc đang code trên điện thoại thì sẽ hơi khó khăn. Chỗ mình cũng làm lại bài này nhé. Nguyên và các bạn cũng làm. Hôm nay vắng ai nhỉ? À, hôm nay vắng Quang. Ông Quang này chạy đâu rồi? Phải tác phát vào mới được. Không thể để cảnh này diễn ra. Đứa thì học hành vất vả, đứa thì đi chơi mới được. Để các bạn nộp bài. Rồi xin mời Minh chia sẻ bài làm của mình. Nào, tính lại kiểu biểu thức của S đi em ơi. S em xem lại công thức đi. Trong cái ảnh nhé, ta có S nó tính theo công thức Hê-rông là P nhân P chữ A nhân P chữ B nhân P chữ C. Tính lại công thức của biểu thức S nhé. Khóa chỗ S thì bằng 1.0 nhân A nhân B chia 2 đi. Rồi em làm tiếp nhé. Rồi thầy sang thầy góp ý cho các bài của các bạn ăn nộp phát.
Bỏ dép ra ngoài nhá. Và chơi cháu. Con đang cười rồi. Các bạn chơi. Rồi ta sẽ chữa bài làm một chút nhé. Ta bắt đầu từ nàng băng băng nhà mình nào. À, ta xem bắt đầu từ bài 1. À. Rồi thầy góp ý băng luôn là ta hạn chế sử dụng kiểu double em nhé. À, kiểu double sau này thì nó sẽ hay bị sai số nhiều. Ta sử dụng kiểu float em nhé. Hạn chế sử dụng kiểu double, khi nào trong một số trường hợp thì ta mới dùng double, còn chủ yếu sử dụng float. Đó, bài thứ nhất. Rồi. À, cái thêm nữa đó là khi sử dụng tên biến, khai báo tên biến ở trong chương trình C cộng cộng thì sau này khi mà mình chuyển sang lập trình hướng đối tượng ấy thì tên biến thông thường nó sẽ là một sâu ký tự khá dài, nó bao gồm cả chữ thường và chữ hoa. Tuy nhiên thì đối với cái lập trình thi đấu của mình thì ta sẽ tên biến có độ ngắn vừa phải phản ánh đúng nội dung của biến, nên thông thường thì tên biến người ta sẽ đặt là chữ cái thường, chứ hạn chế viết chữ cái hoa nhé, băng nhé. Nên sau này tất cả các biến trong chương trình em chỉ sử dụng chữ thường, chứ không cho gõ chữ hoa. Lý do là rất đơn giản, bởi vì gõ chữ hoa ta phải gõ 2 phím, còn gõ chữ thường ta gõ 1 phím. Đấy. À, Minh có hỏi tại sao trừ 0,3. À, chứ Minh trừ 0,3 bởi vì mỗi lần nộp sai thì nó sẽ bị trừ 0,3 đây, trừ 0,1. Và hiện tại của em vẫn đang còn bị sai. Em này để chờ một tí không? Hãy chia sẻ code của mình lại nhé. Xem công thức Heron em đã ghi đúng chưa? Căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C, đóng ngoặc, đóng ngoặc. Đấy. Rồi vừa góp ý thêm cho Băng và các bạn là rồi để kế tiếp nhảy sang chỗ chung.
Chỗ chung thì thầy có ý thêm ở chỗ ngoài cái việc mà bỏ những cái câu lệnh thư viện là không cần, bởi vì các cái thư viện này thì tại thời điểm này ta không cần dùng đến, một thư viện này là đủ dùng. Các cái biến nào là biến tổng quát trong chương trình nên có cái thói quen là ta sẽ khai báo nó ở đầu chương trình, bởi vì sau này chương trình của mình sẽ chia thành các cái chương trình con, và các cái chương trình con đấy sẽ được gọi bởi nhiều chương trình khác nữa, nên một số biến nó sẽ được phải đặt từ đầu. Thêm một chút nữa, đó là về trình bày giữa các biến, dấu phẩy thì nó liền với ký tự đứng trước và cách ra ký tự phía sau, nên khi cốt đẹp lên một tí. Và các cái chỗ phần nhập dữ liệu tương tự như ở bài trước thì ta sẽ sử dụng câu lệnh cin trên cùng một dòng. Rồi. Việc đặt tên biến như thế này trông rất chuyên nghiệp, tuy nhiên thì khi đi thi thì thời gian gõ phím của mình sẽ tốn thời gian gấp đôi so với người khác. Tổng thời gian một làm một bài khi đi thi. Trung giải thích giúp em băng Paul là cái gì nhé. Tổng thời gian đi thi của mình chỉ có khoảng 37 phút một câu. Do đó nếu mà người ta gõ một tên biến, gõ một ký tự, mình gõ 3 tên biến mất 4 ký tự thì chứng tỏ là mình gần như mất 4 thời gian. 4 thời gian thì cũng hơi điêu, khoảng tầm gấp đôi thời gian so cài đặt so với người khác. Do đó ảnh thời gian làm câu này sẽ ảnh hưởng đến thời gian của câu khác. Do đó khi đặt tên biến thì trong phần thi, khi lập trình thi đấu của mình thì ta gọi là lập trình thi học sinh giỏi, gọi là lập trình thi đấu mà, thì tên biến nên đặt ngắn gọn, phản ánh đúng tên biến, đúng tên bài. Ok nhé. Rồi, cảm ơn Trung đã giải thích cho băng hàm power. Kế tiếp thì ở bài 2 này, khi nãy thì ta cũng nói rồi, đã xong. Rồi thầy góp ý thêm bài của anh Minh. Anh Minh bài vừa rồi, bài 2 chấm nó bị không điểm, vậy ta kiểm tra tại sao nhá. Đầu tiên là ta nhập ABC, tính chu vi, tính P, tính S, P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Đúng rồi. Sau đó xeo thằng chu vi ra và thằng diện tích ra. Đó, đúng rồi nhỉ? Anh Minh chắc là ok rồi chứ nhỉ? À, nó được rồi à. Ừ. Mỗi lần nộp như thế và bị trừ điểm thì khi đó mình mới thấy rằng kinh nghiệm xương máu của mình vô cùng quan trọng, đúng không? Là cứ nộp sai phát là nó trừ điểm, nộp sai phát là nó trừ điểm. Thực tế không phải nó đâu mà thầy, mà hệ thống của thầy nó trừ điểm. Và do đó mình cái công tác chạy thử trên máy tính của mình cực kỳ quan trọng. Ở trong lập trình người ta gọi nó là kiểm thử. Kiểm thử đó là chạy thử chương trình với các bộ số khác nhau, ra được các kết quả và ta chứng minh được kết quả đó đúng. Thầy Lê Minh Hoàng có nói là trong một lần nói chuyện thì thầy có chia sẻ là khi làm việc với khi các bạn viết một chương trình ấy, mà các bạn sinh ra, các bạn chạy thử chương trình với 10 cái test liên tiếp khác nhau mà nó chạy ra được kết quả đúng ấy, thì về cơ bản chương trình của các bạn đã đúng, có thể chưa tối ưu nhưng mà nó đã đúng đó. Và do đó cơ hội của mình có điểm và có điểm cao ở bài đấy của các em là có. Nên khi các bạn làm một cái đề thi thì các bạn nghĩ như thế nào thì hãy cố gắng chứng minh được cách nghĩ của mình đúng, và phải cài đặt được cái mình đã nghĩ và nó chạy ra được kết quả đúng, đúng một phần. Đấy. Thì đó là cái chiến lược khi đi thi, và các bạn cũng dần tích lũy qua từng bài tập. Rồi các bạn khác thì sao nhỉ? Thiên chỗ này đã được chưa nhỉ? Để xem Thiên đâu. Thiên chưa được bài 2 Thiên nhé. Có gặp khó khăn gì không em? Nguyên cũng chưa thấy nộp bài 2. Mời Nguyên chia sẻ nào, gặp khó khăn thì chia sẻ luôn em. Em chia sẻ màn hình nhé. Các bạn khác tiếp tục làm các bài kế tiếp nhé. Các bạn nào hoàn thiện được nhiệm vụ rồi.
Rồi em đã làm theo được cái cách thứ nhất, làm theo cách này thì em được 4,9 điểm. Bây giờ ta quay trở lại một tí. Em bây giờ em vào thẻ view. Rồi sau đó em chọn manager, manager dòng thứ ba. Rồi, được rồi, bây giờ em mở thẻ input ra, em thử chạy chưa xem nhập dữ liệu file input nào. Rồi bây giờ em chạy chương trình thử. Rồi mở file output ra xem. Rồi ok, vậy em nộp bài này đi. Em đã biết được thao tác nộp bài rồi đúng không Nguyên? Bây giờ copy bài và vào trong trình duyệt web nộp bài nhé. Bởi vì trên server thì thầy thấy cái bài này chưa nộp. Đúng rồi, bài 2 chưa nộp. Nguyên nộp bài 2 luôn. Em copy và paste bài nộp lên server nhé. Rồi ta sang code của Lâm nè, để góp ý cho Lâm xem có gì về phần trình bày chương trình. Lâm code rất đẹp đấy. Đẹp như chị Băng. Code rất đẹp. Đấy. Ngay từ lúc đầu các bạn code đẹp như thế này, mở code ra người ta nhìn thấy không phải con nhà ai mà code chuyên nghiệp thế. Đấy. Người ta nhìn ra thấy code nó đã đẹp rồi. Nguyên nộp rồi á? Sao chưa thấy server của thầy là báo điểm nhỉ? Hay cái hệ thống bài nó, hệ thống nó đang chấm nhỉ? Có khả năng em đặt sai tên file, em thử kiểm tra xem nó tên là bài 2. Chứ chưa thấy hệ thống chấm, nó chấm đâu Nguyên nhé. Quang hôm nay bùng học, không biết đi đâu rồi. Ta xem Thiên nào. Rồi, Thiên đang làm bài này theo cách 1. Bây giờ cách 2 em áp dụng công thức Heron theo cái công thức này em nhé. Theo công thức này, em khai báo thêm một biến P kiểu số thực. Em gắn P bằng A cộng B cộng C chia 2. Khi đó diện tích của tam giác được tính theo công thức Heron là P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Đây được gọi là công thức Heron nhé. Và các bạn nhớ cái công thức Heron này nó đi xuyên suốt toàn bộ cái quá trình học từ giờ cho đến hết lớp 12 của các em. Nếu cho một tam giác có độ dài các cạnh là ABC thì chắc chắn mình sẽ tính được diện tích của tam giác đấy thông qua độ dài các cạnh. Ok nhé. Đây, khi đó đây ta khai báo biến P thì bằng chu vi chia cho 2. Bởi vì số 2 nó là số nguyên, muốn ép nó sang số thực thì ta chia cho nó thực. Khi đó hàm căn bậc 2 của ta thì ta có hàm FQRT là căn bậc 2. Đấy. Sau ta viết biến có quy cách ra. Rồi, Tất Thành, Ninh Bình, Minh Chu, rồi ok Phan. Rồi xem tiếp của Nguyên. Rồi chỗ này thầy góp ý cho Nguyên một tí nha. Nguyên cũng đang làm bài. Khi code thì giữa toán tử và toán hạng em cách ra giúp thầy. Đấy. Như thế cho nó đẹp nhé. Ngay từ lúc code chưa ban đầu, giữa toán tử và toán hạng em cách ra. Cái code này thế này là code bị sai đấy, đúng không? Cái chỗ x trừ 2 đấy. Đấy, em cách giữa toán tử và toán hạng ra như thế nhé. Đấy, viết thằng hai dấu bé này, set fix. Chứ đừng viết nó liên tục tì. Sau này cô ta hàng trăm dòng, khách hàng người ta không đọc được đâu. Đấy, sau dấu phẩy giữa toán tử phải cách nó ra. Gì không biết chữ đẹp thì ai cũng thích. Đấy. Rồi bài ở chỗ này
À, Thiên nói bảo nộp biết dịch bị lỗi. Ok, ta quay trở lại xem bài của Thiên tại sao nó bị biên dịch lỗi. Rồi em share lại màn hình nào. Thiên share lại màn hình nhé. Các bạn khác làm tốt thì các em hãy tiếp tục làm các bài tập kế tiếp nhé. Hết của đây 1 sang đây 2. Còn các bạn đang làm đây thì các bạn sẽ giải quyết, cố gắng giải quyết trọn vẹn, không để tồn đọng. Rồi bây giờ em vào thẻ view. Em chọn manager cho nó hiện dòng thứ ba. Rồi. Bây giờ thì em để ý rằng cái bài 2 của em bây giờ nó không thuộc project nào, do đó nó không chạy được. Đúng không? Vậy thì bây giờ em cắt chỗ ra, em copy toàn bộ vào cái code này. Rồi bây giờ em nhảy sang file source của cái bài 2 phía dưới. Để vào file main đấy. Em cắt chỗ ra, em paste code vào đây. Cắt chỗ ra, chọn toàn bộ văn bản này, sau đó mình paste đè lên. Rồi bây giờ em close cái file bài 2 đi xuống ở bên kia. Nháy chuột phải vào nó, chọn close project. Không có ai. Nháy chuột phải xem được không? Thôi tóm lại em hãy quên nó đi. Ta chạy tiếp cái phía dưới đi. Rồi bây giờ em chạy chương trình được rồi. À bây giờ em stop đi, ấn nút màu đỏ ở trên màn hình, ấn nút X ấy. Rồi. Không phải nút đấy. À, nó báo là bây giờ trình duyệt của mình bây giờ đang bị lỗi này. Tốt nhất bây giờ em thoát code block, em lưu bài lại này. Sau đó em thoát code block nhé, ấn nút OK đi. Rồi bây giờ em thoát code block xong vào lại, mở lại cái bài 2 chấm xuống. Bài 2 ra và chạy lại thử chương trình nhé. Chọn nhất phát cần lực hơn. Lực vừa rồi của Thiên đó là mắc phải cái lỗi đó là các bạn code một bài mà nó không nằm trong project nào. Thì ở trên code block nhiều khi nó không cho mình chạy chương trình. Rồi. Các bạn tiếp tục làm. Thank you.
Con làm buổi sáng ở đây. Con không làm cái này của con mà phát hiện được cái này. Rồi ta tiếp tục nhé. Bây giờ ta sang bài kế tiếp, bài độ dài đoạn thẳng. Cái bài này thì nó sẽ rèn cho các bạn một kỹ năng rất hay. Các bạn lưu ý, ta chuyển sang bài này luôn nhé. Cả lớp ta cùng tập trung làm bài này nào. Đầu tiên là đề bài là trong một mặt phẳng tọa độ OI thì người ta cho điểm A có tọa độ là x1. Cái nhà của ông John thì ở tọa độ điểm B có tọa độ là x2, x2. Nhà của bạn Amy là điểm tọa độ x3, y3. Tức là trên bản đồ thì có ba bạn này ở ba tọa độ khác nhau. Bây giờ John muốn biết khoảng cách từ nhà mình đến nhà các bạn là bao nhiêu. Thì rõ ràng khoảng cách giữa từ nhà mình đến nhà các bạn đó chính là độ dài các đoạn thẳng AB, AC và BC. Vậy thì bài toán nó quay về một cái bài toán rất quen thuộc, đó là cho điểm từ A, điểm B, điểm C. Cho điểm A, điểm B, điểm C. Và yêu cầu là đưa ra độ dài đoạn thẳng. Đấy. Độ dài các cái đoạn thẳng là AB, BC và AC. Vậy thì ta sẽ phân tích như thế. Thì ta sẽ nghĩ ngay đến thuật toán mà các bạn cần phải cài đặt được với cái bài toán này. Đó là ở bước 1 thì ta thực hiện nhập dữ liệu. Rồi. Bước thứ hai, ta tính độ dài các đoạn thẳng. Độ dài các đoạn thẳng thì gọi là DAB, DBC và DAC. Đấy. Bước thứ ba, ta đưa các độ dài ra. Theo đề bài thì người ta yêu cầu chính xác đến ba chữ số thập phân. Với độ chính xác ba chữ số thập phân. Hãy cố gắng sử dụng, ở buổi trước thầy cũng còn nói đến cái hãy cố gắng gõ 10 ngón để gõ nó nhanh nhanh. Lúc đầu cũng 6 ngón, 7 ngón, 8 ngón, 9 ngón, 10 ngón. Cố gắng gõ nhanh nhất có thể, gõ đúng tư thế, làm việc ngồi đúng tư thế. Rồi, bây giờ ta sẽ quay sang cái bài toán. Để chuyển giữa bài toán này các bài toán khác thì các em cứ copy lấy cái code của bài toán cũ. Ta chọn Create a New Project, Console Application. Nhớ rằng khi làm bài theo cách mới hay tạo project mới thì các bạn vẫn phải làm theo quy trình là Create a New Project, chọn Console Application ở nút Go, nút Next, nút Next. Cái bài này tên nó là bài 3. Rồi đang Cantona, không biết thầy có code kiểu gì mà sang bên này nó không vào được thế. Rồi. Bây giờ thầy đề bài người ta cho là tọa độ là x1, y1, x2, y2, x3, y3. Đấy. Bây giờ độ dài đoạn thẳng thì chắc chắn nó là sẽ là plot. Thầy gọi nó tên điên lên đó là D1, D2, D3, lần lượt là độ dài các đoạn thẳng A, B, C. Rồi, ta làm việc với là bài 3. Ta làm việc với bài 3. Rồi đề bài ta cũng sẽ nhập là X1, Y1, X2, Y2, X3. Y3. Rồi, như vậy thầy đã thực hiện xong được cái thao tác đó là tạo project mới, mở tệp được ra và nhập dữ liệu. Bây giờ thì thầy đặt ra câu hỏi, vậy nếu thế,
Ở bài trước người ta cho x1, y1, x2, y2, người ta yêu cầu tính độ giai đoạn thẳng AB. Thì khi đó ta nhận thấy rằng là cái thằng D1 nó sẽ bằng là căn bậc 2 của x2, x1 trừ x2 tất cả bình phương. Các bạn có thể sử dụng hàm bao hoặc là các bạn có thể sử dụng chạy bằng cơm, đó là các bạn lấy hai thằng đó nhân với nhau. Y1 trừ Y2 nhân với Y1 trừ Y2. Đấy. Khi các bạn tính được thằng D1, mình thấy có vẻ ngon rồi. Vậy thì các bạn đặt trỏ chuột tại dòng đó. Các em ấn tổ hợp phím Ctrl với chữ D. Chữ Ctrl với D tức là double một cái dòng nào đó. Thầy đặt trỏ chuột đây, thầy ấn Ctrl D. Nó double lên. Bây giờ thầy sẽ sửa đó thành D2. D2 đó là điểm A, B và điểm C. Thì nó sẽ là X3, X2, X3, X2, Y3, Y2, Y3, Y2. Đấy. Bây giờ thầy ấn Ctrl D. Thầy nháy cho tại một dòng muốn double nó lên. Thầy ấn Ctrl D. Thì lại double lên. Thầy sửa nó thành là X3, X1, X3, X1, Y3, Y1, Y3, Y1. Vì ở đây là độ dài đoạn thẳng AB, đây là độ dài đoạn thẳng AC, BC, còn đây là độ dài đoạn thẳng là AC. Đấy. Các bạn thấy thầy cốt rất nhanh đúng không? Ta có chơi tổ hợp phím Ctrl D là double một dòng nào đó. Nhưng khi double phải kiểm soát được, mình phải sửa đúng nhá. Nên thường thì thầy sẽ double từng dòng một. Double đến đâu sửa đến đấy. Bây giờ thì ta mới viết các biến này ra. Ta có biến D1. À, ta có viết ra có quy cách đã, quên mất. Ta có câu là set P dấu tab, đấy, mở ngoặc 3 chữ số thập phân. Người ta, các bạn nhìn cái output của mình trong đề bài, người ta ghi là kết quả nó rất oái âm các bạn nhé. Nó phải ngoài việc cái độ dài thì nó lại đưa thêm cái sâu này nữa. DAB bằng. Nó lại thêm cái cặp dấu này nữa. Cặp dấu này các bạn đặt cho cặp dấu ngoặc này nhé. Các bạn D, A, B, dấu cách, cách bằng. Đấy. Như ở đây là có dấu cách bằng này. D, A, B, cách bằng cách. Rồi sau đó mới tên biến. Tên biến ở đây ta có độ dài là D1. Đấy. Rồi sau đó xuống dòng. Ta có D2. Xuống dòng thằng D2 thì ta lại phải thêm cái dòng. Hello. Chào cả nhà đã về rồi. D1 này, xuống dòng này. D, B, C, D2 xuống dòng. Tôi có lẽ thầy không thể giam ba kiểu vận dụng như này được. Như này thầy Ctrl D double D, B, C, D2 double D, A, C, D3. Đây. Các bạn thấy cô đẹp và đẹp chưa? Tức là nhà thầy toàn phát MU, có hai đứa em, rồi hai đứa con, một đứa con gái, một đứa con trai, thầy toàn mua áo MU hết. Mình phải tuyên truyền tiêm nhiễm từ bé. Lúc nó khoảng tầm 3 tháng tuổi thầy đã cho mặc cái áo MU của thầy để chụp ảnh rồi. Su gì? Đó, con té đi để bố làm việc anh. Đây. Đây, mà Phan MU đây, con chào các anh chưa? Sao đấy? Thôi Phan MU bé đi chỗ khác để bố làm việc cái con. Hôm nay cả nhà mặc áo MU.
Rồi ta có chạy xong rồi ta lưu ý nhé, với các bài toán nào mà nó có kèm theo cái sâu ký tự này này thì các bạn phải nhớ zoom nó ra để tìm xem ở đây nó có dấu cách không nhé. Nếu các bạn ghi là liền như thế này chẳng hạn thì nó nếu mà viết ra kết quả như thế nó chấm cũng sẽ bị sai đấy, nó có dấu cách như thế. Nguyên ta hãy kể bàn câu chuyện khác đi em. Quan trọng nhất bây giờ năm nay được dự C1 là thành công rồi đấy. Thế vậy C1 năm nay gồm có Manchester này, Man City này, không biết Arsenal thì phải nhỉ? Rồi như vậy ta có được đoàn code chương trình như trên, ok rồi. Vậy các bạn thấy rằng là với cái cách phân tích như thế thì khi code mình sẽ code rất nhẹ nhàng. À có chứ. Nguyên đăng kỳ thi. Đây là bài tính độ dài đoạn thẳng và các bạn nhìn thấy rằng cái việc trình bày chương trình như trên nó đã khi mà ta đang rèn luyện với cái code như thế này. Tại bất cứ thời điểm nào mà các em code lại, các em cũng phải code code như thế thì nó thì các em tạo thành một cái phản xạ nhé. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu làm tiếp để kiểm tra xem bài 3 các bạn nào đã làm rồi. Ở bài 3 hiện tại mới có 2 bạn làm là bạn Trung với bạn Băng. Trung cố gắng lên nhé, gần bằng một nửa điểm của em Băng rồi, cố gắng lên, cố gắng hết sức. Thế chung đuổi sắp kịp đấy nhưng mà cũng lẽ băng em chạy nhanh quá thôi. Thôi em băng em đang còn bé đó mà em chưa phải đi làm với chung nên phải đi làm vừa làm vừa thì cố gắng đuổi bằng một nửa điểm em băng là được đấy. Còn khi nào mà cao hơn băng điểm là phải quá thành công. Rồi các bạn cài đặt luôn bài số 3 nhé. Ta làm luôn bài số 3. Rồi các bạn bắt đầu code bài 3 nhé. Tuấn Anh thì chưa có laptop này. Chung với rồi. Rồi Chung về xem màn hình làm bài số quét bài số 3 em xong rồi nhỉ, quên mất. Chung bảo có đuổi không kịp. Băng Chung rồi hôm nay Nguyên Lâm rồi các bạn tốt bài ba luôn nhé. Em Chung cũng không phải cái tình gì với em Băng, Băng tuổi em Băng bây giờ em đã có giải nhì cấp tỉnh rồi. Em anh Chung đang còn chạy dài dài đuổi kịp em. Em Băng năm vừa rồi là giải nhì cấp tỉnh, đáng ra em nó đạt giải nhất nhưng mà do em nó gà quá nên em nó đạt giải nhì thôi. Thực tế không biết phải dùng từ gà có đúng không. Ok, animation. À, cái này nó có nhiều biểu tượng này. Thôi Băng cố gắng đi. Năm nay lớp 10 cố gắng kiếm giải nhất cấp tỉnh.
À, cái kỳ thi khối trung học phổ thông là như thế này. Nó sẽ như ở tỉnh Yên Bái thì nó sẽ thi qua 3 bài thi liên tiếp. Cái bài thi số 1 là bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thì nó sẽ đấy, thì cái bài thi này nó sẽ gồm có 4 câu và các bạn làm tối đa được 20 điểm. Đấy. Thì nhiệm vụ của các bạn là có 37 phút để làm một bài để đạt được điểm tối đa. Đấy. Thông thường thì bài 1, bài 2, bài 3 thì các em có cơ hội đạt full điểm tối đa, bài 4 thì các bạn sẽ đạt được khoảng tầm 70-80%, ít khi full điểm được. Nguyên hỏi kiểm tra câu 2, ok. À quên, Nguyên xem màn hình chứ nhỉ? Sợ thầy xem nhầm. Sao lại sọc sọc mấy cái file out kia nhá? À, chỗ free open bài 2.3 sao lại Nguyên lại sọc nó đi thế? Để mở nó ra chứ. Bài này Nguyên đang ở được mấy điểm nhỉ? Để thầy xem lại trên bảng ranh nào. Nguyên chưa nộp bài 2 à? Sao trên server không nhìn thấy nhỉ? À, bài 2 này cái biến S và biến chu vi em xuống dòng em khai báo nó kiểu float mà. Biến CV và biến S em khai báo nó kiểu float. Nó là số thực mà. Em sửa nó thành float là được nhé. Còn khi viết nó ra, người ta yêu cầu là tính chu vi và tính diện tích, do đó em phải xeo thằng chu vi và thằng diện tích ra, chứ em xeo thằng AB ra làm gì. Sửa lại đi nhá, sửa lại chỗ xeo ra kết quả nữa, ngoài việc khai báo S chu vi và diện tích ra. Làm lên nhanh. Nguyên sửa lại là khai báo biến chu vi và diện tích nhé, sau đó xeo thằng chu vi và diện tích có quy cách, sau đó phải lấy chính xác ba chữ số thập phân. À, các bạn lưu ý là cứ sau mỗi buổi học thầy sẽ gửi cái file này, nó sẽ có lời giải và đó chính là cái để các bạn ôn tập ở cái khoảng thời gian trống giữa các buổi học này với các buổi học khác nhé. Đừng để tránh cái tình trạng đó là các bạn học quên bài này ta phải sợ x11 y11. Các bạn chỗ đoạn biến x11 y11 khi nãy đã quên ta chưa sửa nhé. Tất cả chỗ nào sử dụng cái biến 1 thì các bạn sửa nó lại thành x11 y11. Bởi vì cái biến x1 y1 này trong hệ thống nó dùng vào việc khác. Rồi, ta có ta đang nói dở là ở trong cái phần code ấy thì nó đã có sẵn cái code tham khảo của các cái bài mà thầy đã giảng và code bài làm của các bạn.
Do đó các em hãy cố gắng là trong khoảng thời gian giữa các buổi học này với buổi học khác thì các em cần phải tham khảo cô đấy để làm lại các bài và nộp bài có điểm. Ví dụ như hôm nay ta đang làm đến bài số 3 thì đồng nghĩa với việc là tất cả các bài trước bài số 3 các em đều phải full điểm rồi. Yeah. Chưa làm được thì học cách làm theo file hướng dẫn, xem lại video bài giảng, cái view trên kênh YouTube của thầy. Nhớ like, comment cần lực nhé. Trung Nguyên vẫn chưa thấy nộp lên bài 2, em xem làm sửa lại và nộp lên bài 2 nhé. Rồi ta sẽ tua tiếp ở nội dung bài kế tiếp, còn một vài phút ta sẽ tua tiếp ở bài. Ở cái bài số 8 thì ta nhận thấy như thế này. Bài số 8 là cho hình chữ nhật kích thước A và B chia thành lưới ô vuông đơn vị. Người ta lát hình chữ nhật này thành các viên gạch màu xanh và các viên gạch. Lâm hỏi tại sao không được điểm. Ok, để xem tại sao nó không được điểm. Bài 2. Bài 2 của Lâm nó báo bị sai kết quả. Ok, để thầy mở ra luôn. Biến S biến V kiểu float, sau đó ta có P tính chu vi tính nhài, đưa chu vi và S ra P P nhân AP P B B C đúng rồi mà nhỉ. Đó, để thầy kiểm tra xem trên server nó báo cái gì, chờ tí nhé. Đấy, Nguyên đang nộp lại bài 2. Lâm chờ tí nhé. Cái này sao? Thấy bài 3 mà thầy. Hả? Bài 3 mà. Bài 3 chứ là thầy cứ tưởng bài 2. Đấy, ra cả rồi đó. Ở bài 3 thì thầy sẽ báo là sửa lại chỗ x1. À, chỗ x1 của nó, y1 nó không báo lỗi à? X1 thì báo lỗi y1 thôi ạ. À, y1, y2, x3, x3, y3, y2, x3, y1, y3, y1 rồi. Đây của em là thừa dấu cách đứng trước nhá, thiếu dấu bằng. Trong cốt của nó là cách bằng đúng không? À đấy, nó tức là nó sẽ báo bị sai định dạng khác đáp án mà, bởi vì nó sai định dạng là nó báo khác đáp án. Em thêm này, sau dấu cách nó, sau dấu bằng nó có thêm dấu cách nữa nhá, rồi làm sửa lại. Rồi bây giờ hôm nay các bạn rồi Thiên có hỏi là thế để thầy tí để thầy gia hạn thêm thời gian đây. Nếu không thì không rồi ok. Thiên đâu? Thiên vừa bảo bài 3. Thiên đã nộp bài 3 đâu nhỉ? Bài 3 hay là bài 2, tên file là bài 2. Đây, chỗ này của em nó em thiếu cái gì biết không? Sao là cái chữ P với chữ N nó lại đứng với nhau như thế này, lại cho một trưởng bây giờ. Nó thiếu dấu hai dấu bé hơn nhá. Xuống dòng. Với lại thêm một cái nữa, em lưu ý cái công thức Hero làm theo cách 2, thầy đã chụp ảnh trên màn hình rồi đấy. Làm theo cách 2 theo công thức Hero. Vừa rồi em thiếu cái hai dấu bé hơn trước thằng em Thiên nhá. Anh Minh hỏi xem hộp bài 3. Ok. Minh. Bài 3.
Bài 3 của mình đầu tiên là ta phải phê phán một tí, cốt căn lề trái như này thì làm sao nó chạy được hả trời. Thứ hai, em đang có một cái vấn đề rất nguy hiểm, đó là cái cốt này em chưa chạy thử trên máy tính của mình. Nhìn ở đây ta thấy rằng ở đây cái cấu trúc main này nó đã thiếu mất dấu đóng ngoặc. Đấy. Cả cái câu lệnh này nó được nó chưa được lui vào trình bày đúng quy cách nhá. Viết kết quả ra thì em lưu ý ở chỗ này một tí, là chỗ kết quả đây chữ DAB này nó phải có dấu cách ra. Đấy, có dấu cách ra. Ôi nhầm. Nhìn đề bài để mình phát hiện ra nó có dấu cách ở đây nhá. Sau thằng return 0 này thì mình phải đóng ngoặc kết thúc chương trình nhá. Lưu ý ta chỉ nộp bài lên server khi mà bài đã chạy đúng ở trên máy tính, chứ đừng chơi kiểu hên xui. Là rất nguy hiểm. Em sửa lại bài đi. Lâm báo vẫn không điểm, thực tế cái này khả năng là do Lâm ăn ở thôi. Để thầy mở ra thầy xem cho. Bài 3 Lâm nhỉ? Ta xem nào. À, Lâm biết tại sao em sai không? À, đề bài là DAB, DAC, DBC. Nhưng mà file input của nó theo đúng thứ tự của nó là DAB, DBC và DAC. Như vậy thứ tự của các cạnh em viết ra là bị sai so với input của đề bài. Đúng không? Đây, DAB, DAC, DBC, còn đây là DAB, BC và AC. Do đó em bị sắp xếp sai thứ tự nhé. Vẫn lần lượt D1, D2, D3, nhưng tên của các cạnh này là khác. Lưu ý. Vâng ạ. Đấy, những cái dòng chú thích thế thôi, nhiều cao thủ vẫn hy sinh bình thường nên em yên tâm. Mình hy sinh một lần để cho nhớ. À, Trung bảo Trung cũng hy sinh bài 3 lần à? À đúng đấy, thế ta thử ngó xem bài 3 có ai hy sinh như không ta. Bài 3 băng chỉ một phát ăn luôn, Trung 3 lần. À, anh Minh mới hy sinh một lần thôi, còn cố lên em, mình còn nhiều mạng mà. Tha hồ chấm. Lưu ý phải chạy đúng trên máy tính, chạy đúng kết quả, đúng định dạng trước khi nộp bài, phải mở cái đề bài ra xem nó đã đưa ra kết quả đúng chưa. Nếu đúng rồi thì ta mới nộp bài. Thậm chí nếu đúng rồi các bạn phải sinh ra các cái test khác nữa thì mới nộp bài cơ. Băng còn thở còn gỡ, cái câu này rất hài hước. Hôm thầy xem một cái ấy về hôm sau Tết, nhiều người còn thở là còn gỡ. Ông thầy uống C2 thế này thôi, bên trong là nước lọc. Anh Minh chắc là toang này, sao lại khỏi gỡ. Rồi, về thầy biên tập lại cái file này. Ta đang ở 8, 9, 10 của 3 file. Rồi, còn khoảng chục phút nữa thì thầy sẽ làm hướng dẫn tiếp về thuật toán của bài số 8 và bài số 9 và bài số 10 để cho hết cái bài đây một đi. Thầy cho mình câu giờ hơi lâu đấy. Ta còn có 1001 kiến thức đằng sau chưa dùng, chưa học đến. Nhưng mà ta chuyển qua được cái phần này là cẩn thận thì lần sau các em nhàn lắm. À tất nhiên rồi Băng. Với điều kiện là thực tế là hôm nay thầy cũng hơi bận, hôm nay thầy vừa phi đi Hà Nội về, sáng phi đi chiều thầy phi về nữa mà thầy chưa có thời gian mở cốt băng ra. À, để thầy nhận xét cốt của từng bạn một để sau đó các em sẽ có cái sự so sánh và rút kinh nghiệm sau từng nhóm bài, chứ mình mà làm giải đi hết một lượt mà không có thời gian xem lại những cái mình đã làm có thiếu sót gì không, trình bày chương trình đã tối ưu chưa, có cách nào tốt hơn không. Đấy là cái mình phải rút lại sau cái tập bài đã làm. Rồi bây giờ ta sẽ làm tiếp bài số 4 nhé. Cái bài số 4 này tóm lại có một cái nền nhà hình chữ nhật chia thành lưới ô vuông đơn vị kích thước 1 x 1
lát được viền bởi màu xanh ở tâm màu vàng. Nếu người ta gọi cái viền cạnh này là A, cạnh kia là B thì hỏi nó là bao nhiêu. Thôi cái bài này để hôm sau ta làm cho nó thú vị. Bài này rất hay. Ta làm cái bài nhạt nhẽo hơn là cái bài số 5 đi. Bài 5 thì cho N là số nguyên dương, hãy tính S thì bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng N. Thì để tính được cái S này thì về thuật toán, tại thời điểm này các em chưa được học cấu trúc lập. Do đó nếu bài nào mà các em làm bởi cấu trúc lập thì bài đấy không được tính. Do đó băng nhé, chung nhé. Các em dùng cấu trúc lập là không được tính tiền bài này đâu nhé. Bài này thì ta nhận thấy như sau. S là tổng các số tự nhiên liên tiếp. Thì nó sẽ bằng tổng các số tự nhiên liên tiếp thì theo bạn trở thầy tí nhé, để thầy kéo cái thanh zoom này ra. Thì nó sẽ là bằng là N nhân với N cộng 1 chia 2. Đấy, do đó bài toán quay về bài toán là cho N hãy tính biểu thức S thì bằng là N nhân N cộng 1 chia 2. Đấy. Vậy thì với cái bài toán này thì 1001 bạn, bạn nào cũng làm được, đúng không? Tuy nhiên thì khi làm bài này thì ta cũng có một số cái lưu ý như sau. Vì N nhân N cộng 1 chia 2 nó là N của ta là cái số nguyên dương kiểu nguyên nên nó tương đương với khoảng là N bình. Và khi nó là N bình thì dẫn đến thằng S của mình sẽ vượt kiểu dữ liệu của N. Do đó bài này thì các bạn khai báo biến N là kiểu nguyên. Thì khi đó cái biến S của mình sẽ các em phải khai báo là long long S nhé. Các em lưu ý cái phần khai báo chỗ này. Long long là gì? Long long nó là một cái biến, là một kiểu dữ liệu mà nó có thể lên tới 10 mũ 18. Nó có thể biểu diễn được số nguyên nằm trong phạm vi có trị tuyệt đối lên tới 10 mũ 18. Còn INT là biểu diễn được các số nguyên trong phạm vi có trị tuyệt đối là 10 mũ 9. Đấy, khoảng đấy. Do đó khi khai báo thì ta nhận thấy rằng khi một cái biến được tính bởi các cái biến trung gian thì cái biến đó nó sẽ thông thường nó sẽ vượt kiểu dữ liệu của cái biến trung gian của nó. Do đó các bạn ở phần này thì các em cần phải có một cái ý thức được rằng khi tính toán một giá trị của một biểu thức thì ta phải biết được giá trị tối đa của cái biến đấy nó sẽ nhận là bao nhiêu để chọn kiểu dữ liệu tương ứng cho nó chính xác. Lưu ý nhé, ta không chọn thừa. Rồi. Ở đây thì chỗ băng và chung và các bạn sẽ luôn đặt ra câu hỏi vậy biến S của mình ta, thưa thầy ở đây em nhìn thấy có một cái phân số thì liệu S của ta có được viết là số thực hay không, và sau đó em set precision và sau dấu phẩy em lấy chính xác là không chữ số. Thì ta trả lời luôn như thế này: N, nếu N là một số nguyên dương thì N cộng 1 là cái số kế tiếp của nó. Với hai số đứng cạnh nhau thì thông thường sẽ có một số là số lẻ và một số là số chẵn. Do đó tích của hai số này luôn chia hết cho 2. Do đó cái phép toán này đảm bảo luôn chia hết cho 2. Do đó biến S của ta sẽ khai báo kiểu số nguyên là kiểu long long. Nhá. Anh Minh đã hy sinh 5 lần, em yên tâm. Thầy sẽ trao tặng cho em một cái tờ giấy ghi thí sinh hy sinh nhiều nhất bài số 3. Đấy. Rồi, Nguyên và Minh chờ thầy một tí nhá. Rồi, như vậy thì bài này thì ta chỉ việc tính S bằng từng này nhé. Bài này các bạn nhắm mắt cũng làm được nhá. Rồi, bài kế tiếp là bài tính S bằng bằng thằng này. Bài này nó là sẽ khởi điểm cho cái bài khởi điểm cho bài sau. Ta nhận thấy rằng nếu như ở bài đầu tiên nó chỉ là tổng các số tự nhiên thì ở bài thứ hai nó lại là tổng các số bình phương của các số. Ở bài sau nữa là tổng lập phương, tổng ngũ phương, rồi tổng lung ta lung tung. Vậy thì làm sao mà biết được nó là sẽ bằng cái gì? Vậy thì ở đây ta có một cái keyword. Đầu tiên các bạn vào Google. Sau đó các bạn gõ cái keyword là 13 công thức dãy số cần nhớ.
Đấy, thì các bạn sẽ có được tập các bài tập từ 1 đến 20. Bây giờ thầy vào luôn nhé. Đấy, đầu tiên thầy vào Google. Thầy gõ chữ 13 công thức dãy số cần nhớ. Đấy. Khi tìm cái đường link này thì các bạn nhìn thấy cái đường link đầu tiên. Nghe kiểu giống như quảng cáo spam nhỉ. Thôi Minh và Nguyên hai đứa cầm tay nhau đi đâu đi. Rồi, tí nữa thầy sẽ sửa cho. Rồi thì khi nhìn ở đây thì sao lại quảng cáo gì mà nhiều này. Các bạn chờ nó một tí. Vì nó là file PDF. Cái trang này nó load hơi chậm. Ở đâu rồi? À, hay là tự nhiên thầy bị nấp cụt chứ. Ôi, may quá, có lúc được file này, ngầu. Không ngờ cái thằng này nó lại tải luôn được cái file này của cái web. Đây, 13 công thức cần nhớ thì ta có công thức của mình đây. Tổng bình phương tổng các số tự nhiên liên tiếp là bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Tổng bình phương liên tiếp là n nhân n cộng 1 nhân 2n cộng 1 chia 6. Rồi các bài khác kế tiếp nhé. Chỗ Trung và Băng đã làm mà rồi thì các em lưu ý. Các bài kế tiếp nó nằm ở đây. Đấy, nó có công thức hết. Rồi, tôi sẽ thầy gửi cho các bạn file này. À, không biết thầy ăn uống thế nào mà. Nhầm. Không biết cái file này của thầy nó tải ở chỗ nào nhỉ? Quá bất ổn. Sao mát của thầy nó đâu rồi? À đây, phát một đây. Rồi các bạn sẽ làm theo cái công thức của nó ở đấy nhá. Rồi hôm nay cũng đã đến phần hết giờ, để tí nữa thầy xem lại code của các bạn là sai ở đâu, thầy sửa, thầy sẽ gửi ở trong nhóm. Bắt đầu từ cái bài này trở đi, các bạn áp dụng cái công thức này, và đây là các công thức số học cần phải nhớ, các bạn sẽ dùng nó để các bạn sử dụng nó để nhớ được cái công thức tổng quát để làm được các cái bài tập có tính chất tổng liên tiếp theo một cái chu kỳ nào đó. Rồi hôm nay thầy cho mình dừng ở đây thôi, thầy chào các bạn nhé. Thì bắt đầu thì ngồi sửa code đây cho một số các bạn khác, thầy gửi trên nhóm Zalo nhé. Các bạn nhận được anh file, các em nhận được file PDF các em tải về máy của mình luôn, và xem lại bài của ngày hôm nay để đảm bảo từ sau buổi học ngày hôm nay các em làm được ít nhất 8 bài. Rồi, đây chào các em. Trời, tự nhiên thầy bị đơn cụt, chán đời. À, Nguyên đã 22 điểm rồi. Ừ, thầy chào Băng, chào các bạn. Để thầy gửi tài liệu cho các em. Bye.